Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc trưởng thành từ lọ đào tạo của Sông Lam Nghệ An và nhanh chóng khẳng định bản thân trước khi chuyển đến chơi cho Viettel. Tại đội bóng áo lính, cầu thủ sinh năm 1992 đang tỏa sáng rực rỡ khi ghi bàn ở hai trận đấu liên tiếp, đem về 4 điểm quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và giúp đội bóng trụ vững ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng. Nhiều thành tích này mà Khắc Ngọc đã được chiến lược gia người Hà Nội đề cử cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu những bí mật mà ít người biết đến của Hồ Khắc Ngọc. Đừng quên bấm like, share, subscribe và bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những sản phẩm của Nextport trong tương lai. Một, vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải thiếu niên nhi đồng của Nghệ An. Khắc Ngọc sinh ra trong một gia đình khá giả ở phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An. Do là con út, anh rất được bố mẹ cưng chiều. Ngoài việc ăn, học, Ngọc gần như không phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Chớ trêu, thay vì chuyên tâm học hành, cầu thủ sinh năm 1992 lại mải mê chạy theo trái bóng tròn. Tôi mê bóng đá lắm, ngay từ khi học lớp 1, cứ rời trường là tôi xách bóng đi đá cùng đám bạn ở xóm. Chưa ăn cơm xong, lại đi đá bóng đến tối mịt mới về, Ngọc nhớ lại. Vì ham mê bóng đá hơn ham học nên thành tích học tập của Khắc Ngọc chẳng lấy gì đáng tự hào. Nhưng vì thương con, chiều con, bố mẹ anh không la mắng lời nào. Cứ thế, cô bé miền Trung lăn lộn với trái bóng tròn, được chọn vào đội bóng của phường, thành phố. Năm 2002, khi mới 10 tuổi, anh tham dự giải thiếu niên nhi đồng của Nghệ An trong bóng thành phố Vinh và thi đấu vô cùng ấn tượng. Cụ thể, trong giải đấu năm đó, Khắc Ngọc đã ghi hơn 20 bàn thắng cho đội nhà. Chính bàn thể hiện đó đã để lại ấn tượng mạnh với các nhà tuyển trạch của Sông Lam Nghệ An. Cũng tại mùa giải đó, Hồ Khắc Ngọc là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và đồng thời cũng là vua phá lưới. 2. Đá V-League 4 năm đầu không ghi bàn. Sớm bộc lộ tài năng và được đưa về ăn tập tại lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Thế nhưng, phải đến năm 20 tuổi, Khắc Ngọc được đưa lên đội 1 của đội bóng xứ Nghệ tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam, V-League 2012-2015. Có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của Khắc Ngọc khi anh phải cạnh tranh suất đá chính với những cầu thủ như Hoàng Thịnh, Quang Tình. Trong 4 năm đó, Khắc Ngọc chỉ có 5 trận đấu được đá chính, 32 trận vào sân từ băng ghế dự bị và không ghi được bàn thắng nào. Đây là một thành tích tương đối bết bát với một cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng như Khắc Ngọc. Tuy nhiên, nước Sông Lam sóng sau xô sóng trước, đến V-League 2016 khi được trao cơ hội nhiều hơn, Khắc Ngọc hoàn toàn lột xác và trở thành trụ cột của bóng xứ Nghệ cho tới hết mùa giải 2019 khi anh và câu lạc bộ không thể tìm được tiếng nói chung. 3. Thần tượng Cesc Fabregas. Là một trong những tiền vệ chơi hay nhất tại V-League hiện tại, nhưng ít ai biết rằng thần tượng của Khắc Ngọc chính là Cesc Fabregas. Không chỉ hâm mộ cầu thủ đã khoác áo AS Monaco, lối chơi của tiền vệ sinh năm 1992 cũng ảnh hưởng rất nhiều từ thần tượng của mình. Thi đấu ở vị trí tiền vệ kiến thiết, Khắc Ngọc có kỹ thuật rất tốt và nền tảng thể lực ổn định. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên tung ra những đường truyền dài có độ chính xác cực cao và những pha đi bóng lắt léo. Nhờ những điểm mạnh đó, may được người hâm mộ đặt cho biệt danh Cesc Fabregas xứ Nghệ rồi Fabregas Việt Nam. Trong hai trận đấu gần đây, không chỉ ghi bàn cho Viettel, Hồ Khắc Ngọc còn nhiều lần khiến khung thành các đối thủ của đội bóng này phải chao đảo. Những gì cầu thủ sinh năm 1992 làm được trong trận đấu giữa đội bóng Thành Nam và Viettel là vô cùng ấn tượng. Chứng kiến phong độ xuất sắc của Hồ Khắc Ngọc trong áo Viettel, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà đều cảm thấy hết sức bình thường. Đơn giản, Ngọc Fabregas là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Viettel dù mới lên chơi tại V-League từ mùa giải năm ngoái, nhưng nhìn vào những thương vụ bom tấn của đội bóng này, có thể thấy tham vọng của hậu duệ thể công là rất lớn. Bất chấp trong tay huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang có tuyển thủ U23 Nguyễn Hoàng Đức đang ngày càng trưởng thành, thì đội bóng này vẫn đem về Hồ Khắc Ngọc. Điều này cho thấy Viettel đánh giá rất cao khả năng của tiền vệ gốc Nghệ An và không để người hâm mộ thất vọng. Mùa giải năm nay, Khắc Ngọc đã có 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn. 4. Hưu lương cao nhất tại Sông Lam Nghệ An. Trở về quá khứ, năm 2017, Khắc Ngọc được Sông Lam Nghệ An ra hợp đồng thêm 2 năm với số tiền lót tay vào khoảng 1,7 tỷ đồng một năm. Và mức lương của tiền vệ này cũng thuộc diện cao nhất tại đội bóng xứ Nghệ, trên 25 triệu một tháng. Sau những năm tháng thi đấu với vai trò trụ cột trong áo đội bóng xứ Nghệ, kết thúc mùa giải 2019, Khắc Ngọc cùng với Nguyên Mạnh không thể tiếp tục gắn bó với đội bóng quê nhà và cả hai đã chọn Viettel làm biến đỗ mới cho mình với những bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Theo nhiều tin đồn, mức phí lót tay cho tiền vệ sinh năm 1992 lên đến 2,5 tỷ đồng một năm. Rõ ràng, với những gì đã thể hiện, Khắc Ngọc đang chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng với số tiền mà đồng áo lính đã bỏ ra để sở hữu anh. 5. Chuyên gia lập siêu phẩm. Bàn thắng của Khắc Ngọc trong trận gặp Tambay Rovers trên đất cảng Singapore trở thành bàn thắng đẹp nhất vòng 1 AFC Cup 2018. Với phong độ chói sáng tại Sông Lam Nghệ An,
Khang Ngọc từng được Goal bình chọn là cầu thủ xuất nhất châu Á vào tháng 2018. Và tại V-League, dù không thường xuyên ghi bàn, nhưng đa số những pha lập công của Hồ Khang Ngọc đều được thực hiện với độ chính xác và đẳng cấp cao. Ở vòng 4 V-League 2020 vừa qua, trông thấy bị dẫn bàn tới những phút cuối cùng của trận đấu, pha sút phạt thành bàn của Hồ Khang Ngọc vào lưới Thanh Quảng Ninh đã giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng giữ lại một điểm trên sân nhà. Bàn thắng này cũng được đánh giá là một trong những pha làm bàn đẹp nhất của vòng đấu. Tại V-League 2019, Khang Ngọc cũng có một siêu phẩm vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Sáu, luôn đứng đầu các bảng thống kê. Tại V-League 2017, Khang Ngọc đã ra sân 22 trận trên tổng số 26 trận của Sông Lam Nghệ An, tương ứng với khoảng 1.815 phút. Trong thời gian này, anh tìm được 3 bàn thắng và 7 đường kiến tạo thành bàn. Phần mềm Instat cũng thống kê Khang Ngọc là tiền vệ xuất sắc nhất mùa bóng này. Kể từ khi nhận được sự tin tưởng của các huấn luyện viên, Khang Ngọc luôn là một trụ cột không thể thay thế ở mỗi đội bóng anh khoác áo. Huấn luyện viên Đức Thắng của Sông Lam Nghệ An từng nói: "Khang Ngọc là tiền vệ chuyền bóng tôi đánh giá hay nhất Việt Nam. Làm chủ tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An trước kia và nay là Viettel, không khó để thấy phạm vi hoạt động của anh rộng khắp sân với mỗi lần lên công về thủ nhịp nhàng." Ở mùa giải năm nay, Khang Ngọc đã có 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn, thuộc top nhiều nhất đội bóng hiện tại. 7. Kém duyên với các cấp độ đội tuyển. Dù thi đấu rất tốt trong màu áo các câu lạc bộ, nhưng Khang Ngọc không bén duyên với các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Năm 2014, Khang Ngọc cùng hàng loạt các cầu thủ được huấn luyện viên Toshiya Miura triệu tập vào đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASEAN Incheon tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cầu thủ này bị loại trong khi các đồng đội làm nên kỳ tích khi đánh bại Iran vượt qua vòng bảng. Trước đó, Khang Ngọc chỉ một lần khoác áo đội tuyển U21 Việt Nam tuyển chọn tại giải giao hữu U21 quốc tế. Năm 2018, Khang Ngọc từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập cho vòng loại Asian Cup 2019. Thế nhưng, những gì cầu thủ này thể hiện vẫn chưa thuyết phục được thuyền trưởng người Hàn Quốc. Và từ đó đến nay, chưa có thêm lần nào Khang Ngọc có được vinh dự ăn cơm tuyển. Dù vậy, trước những màn trình diễn đỉnh cao của anh trong màu áo Viettel thời gian qua, cùng với những tin đồn lộ ra về những phương án mới của huấn luyện viên Park, Khang Ngọc đang có rất nhiều cơ hội để lọt vào mắt xanh thuyền trưởng người Hàn Quốc cho phần còn lại của chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G và đứng trước ngưỡng cửa lần đầu tiên trong lịch sử tiến đến vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. 8. Kín tiếng trong chuyện tình cảm. Khang Ngọc kết hôn với vợ vào cuối năm 2019 sau khi mùa bóng V-League kết thúc. Thế nhưng, chuyện tình của anh với bạn gái dù trải qua nhiều năm bên nhau lại có rất ít thông tin lộ ra bên ngoài. Bà xã Khánh Linh của Khang Ngọc sinh năm 1994, hiện đang làm việc tại thành phố Vinh. Hai người hẹn hò từ nhiều năm nay nhưng vốn kín tiếng nên phải đến khi đính hôn nhiều người mới biết đến bạn gái của Khang Ngọc. 9. Bóng đá là lời hứa với người cha quá cố. Hồ Khang Ngọc từng tiết lộ, ngày anh còn tập ở đội trẻ Sông Lam Nghệ An, bố anh luôn là người đưa đón, dù nhà cách trung tâm chỉ khoảng 3 km. Năm Ngọc 15 tuổi, bố anh qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Kể thêm về người cha của mình, tiền vệ sinh năm 1992 cho hay, khi anh ngỏ ý muốn theo nghiệp bóng đá, mẹ anh phản đối dữ dội bởi sợ con khổ. Nhưng sự quyết liệt của bố cuối cùng khiến mẹ phải nhượng bộ. Bố bảo, bố mẹ chẳng thể cả đời đi theo lo cho các con, nên đi con đường nào là do tôi lựa chọn, và đã lựa chọn thì phải đi đến cùng, Ngọc bộc bạch. Lời dặn dò lúc sinh thời của cha sau này trở thành động lực giúp chàng trai 28 tuổi đối mặt với khó khăn. Năm 2011, tôi bắt đầu lên đội 1 Sông Lam Nghệ An nhưng ngồi dự bị quanh năm, nhìn tương lai chỉ có một màu xám ngắt. Tôi thực sự rất nản và cũng đã xuất hiện suy nghĩ sẽ từ bỏ, về phụ mẹ buôn bán rồi lấy vợ sinh con. Tuy nhiên, tôi nghĩ về bố và tôi tự hứa phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi không thể để bố phải thất vọng, tôi phải đi đến cuối con đường của mình đã chọn, con đường bố đã dắt tôi đi những bước đầu tiên. Tôi từng hứa trước bàn thờ bố rằng sẽ có một ngày tôi tỏa sáng, thành danh trong đội tuyển Việt Nam và tôi vẫn đang cố gắng thực hiện lời hứa này. 10. Chơi quá tốt khiến Quế Hồng Hải mất vị trí. Khi mới vào đội, Ngọc được xếp đá tiền đạo và từng ghi rất nhiều bàn thắng cho các đội trẻ Sơn Lâm Nghệ An, nhưng lâu dần, các thầy thấy tố chất nổi bật của anh chàng này là chuyền bóng chứ không phải dứt điểm nên chuyển Ngọc xuống chơi ở vị trí hàng tiền vệ. Cũng bởi vậy mà giữa anh và người bạn thân Quế Hồng Hải xuất hiện một giai thoại. Khi đó, Quế Hồng Hải cũng đang chơi tiền vệ, tuy nhiên do Khang Ngọc quá xuất sắc nên Hải bị đẩy xuống chơi như một hậu vệ. Hải vẫn nhắc rằng vì tôi mà cậu ấy phải đá hậu vệ. Nhưng nếu không có tôi thì bóng đá Việt Nam đâu xuất hiện một trung vệ xuất sắc như vậy, Khang Ngọc vui vẻ nói. Khang Ngọc đang đứng trước cơ hội rất lớn để nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Park. Hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của tiền vệ gốc Nghệ An này ở những chặng đường sắp tới. Trên đây là những bí mật thú vị về tiền vệ Hồ Khang Ngọc. Còn điều gì chúng mình chưa tiết lộ hay bí mật nào mà bạn ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ ở bình luận phía dưới nhé. Đừng quên like, share, subscribe và bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những sản phẩm tiếp theo của Next Sport trong tương lai.